Mussomeli, một thị trấn nhỏ phía nam của Italy với dân số khoảng 11.000 người, đang có hàng ngàn ngôi nhà được giao bán với mức giá rẻ khó tin, chỉ từ 1 euro. Người mua chỉ cần cam kết sẽ cải tạo lại ngôi nhà. Chính quyền thị trấn Mussomeli đã đánh dấu những ngôi nhà được bán bằng cách gắn biển ở cửa. Tuy nhiên, để mua được những ngôi nhà này, người mua phải cam kết cải tạo trong vòng 3 năm hoặc bị mất khoản tiền cọc 8.000 đô la Mỹ. Việc cải tạo nhà đã được định giá khoảng 107 đô la Mỹ trên 0,1 mét vuông. Chi phí quản lý là từ 4.000 đến 6.000 đô la Mỹ. Giờ tôi có tới 3.000 email cần trả lời và 15 đến 20 cuộc gọi mỗi ngày liên quan tới việc mua nhà. Các kiến trúc sư và kỹ sư địa phương luôn sẵn sàng giúp đỡ người mua nhà trong việc tu sửa, nhưng nếu muốn, họ có thể chọn giúp đỡ từ bên ngoài. Việc ra bán nhà với giá siêu rẻ diễn ra khi nhiều người Ý tới thành phố trong những năm gần đây, bỏ lại những căn nhà không có người ở. Chúng tôi thực hiện kế hoạch này nhằm thu hút người nước ngoài tới đây, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, giúp sửa sang lại những ngôi nhà đã cũ, thúc đẩy những ngành kinh doanh liên quan tới lĩnh vực xây dựng. Đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 100 ngôi nhà được bán với giá dao động từ 1 đến vài nghìn euro. Hầu hết khách hàng đến từ các quốc gia lân cận như Bỉ, Pháp và Hà Lan. Do yêu cầu của chính quyền địa phương rằng người mua phải có mặt trực tiếp khi giao dịch. Chi phí sửa chữa và hoàn thiện ngôi nhà đã rơi vào khoảng 65.000 euro, tức là chỉ chưa tới 80.000 euro là bạn đã có một ngôi nhà có thể dùng trong 20 năm. Sáng kiến bán nhà giá rẻ kèm điều kiện sửa chữa đã giúp ngành du lịch địa phương khởi sắc trở lại. Từ năm 2017, ước tính ngành du lịch của Mussomeli thu vào khoảng 1 triệu đô la Mỹ mỗi năm.